Sáng ngày 7 tháng 10, Liên đoàn Lao động Quyền An Phú tổ chức đến thăm trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động tại Công đoàn Cơ sở Thị trấn Long Bình và Nghiệp đoàn Thị trấn Long Bình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tại mỗi nơi đến, ông Võ Thanh Điền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quyện, đã hỏi thăm sức khỏe, gửi lời động viên và trao tiền hỗ trợ cho chính đoàn viên người lao động bị nhiễm bệnh COVID-19, F0 đã bình phục, và 13 đoàn viên người lao động thuộc F1 đã hoàn thành thời gian cách ly trong đó mỗi trường hợp F0 được hỗ trợ 2 triệu đồng, trường hợp F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ 31 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động Quyện. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn các cấp nhằm kịp thời chia sẻ động viên đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động công tác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.